Một trong những nội dung trọng tâm mà thanh tra giao thông tăng cường kiểm soát là vấn đề đảm bảo điều kiện an toàn phương tiện, người lái trên các tuyến liên tỉnh. Lực lượng chức năng phối hợp với các bến xe kiểm tra việc chấp hành thể lệ vận tải, xử lý các lỗi vi phạm về thiết bị giám sát hành trình và thẻ nhận dạng xe. Lên xe là bắt buộc anh phải có cái thẻ nhận diện của lái xe. Sở Giao thông Vận tải người ta quy định là 4 giờ anh được phép lưu hành trong 4 giờ. Trước và trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ bố trí trên 100 tổ công tác tại các vị trí trên các tuyến, địa bàn trọng điểm ra vào Hà Nội. Xung quanh các nhà ga, bến xe để phân luồng, chống ùn tắc giao thông, kịp thời khắc phục các sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Hiện nay thanh tra sở đang bố trí phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố, công an các quận huyện thì tổ chức phân luồng chống ùn tắc giao thông trên 234 điểm nút để thường xuyên có cái nguy cơ ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm trên địa bàn thành phố. Rồi trong các cái kỳ nghỉ lễ, nghỉ Tết thì bố trí tập trung thêm ở các cái vị trí của các cái nhà ga, bến tàu, bến xe khách, rồi các cái tuyến đường trọng điểm, tuyến đường vành đai, tuyến quốc lộ ra vào thủ đô để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, rồi công tác vận tải để phục vụ cho bà con đi lại được thuận tiện và an toàn. Cùng với hướng dẫn, phân luồng chống ùn tắc, thanh tra giao thông cũng tăng cường lực lượng kiểm soát, xử lý nghiêm các xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình vận tải, dừng đỗ đón khách, trả khách trái quy định, không để hình thành những tụ điểm phức tạp, cản trở giao thông trên nhiều tuyến như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, Pháp Vân, Trần Thủ Độ.